Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Sau hai vòng đấu đầu tiên ở SEA Games 31, kỳ thủ số 2 Việt Nam Nguyễn Ngọc Trường Sơn đang tạm xếp ở vị trí thứ 2, kém đại kiện tướng Indonesia là Priasmoro Novendra 0,5 điểm. Ở ván 3, Trường Sơn sẽ có trận quyết đấu với đại kiện tướng Indonesia. Nếu thắng trong trận đấu này, Sơn sẽ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng SEA Games cờ tiêu chuẩn. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu vô cùng quan trọng này. Cầm quân trắng là Trường Sơn và cầm quân đen là đại kiện tướng Novendra. Đầu tiên thì nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, đừng quên đăng ký để nhận thông báo xem những ván cờ vua mới nhất. Đừng quên để lại một like để cổ vũ cho các kỳ thủ Việt Nam giành trọn bộ huy chương vàng SEA Games. Trước trận đấu quan trọng này, với lợi thế cầm quân trắng, Trường Sơn đã chủ động nhập cuộc bằng nước cờ D4 sở trường. Như thường lệ, đại kiện tướng Novendra đáp trả bằng nước mã F6. Trắng tiếp tục dâng tốt D4, chiếm lĩnh trung tâm. Đen đẩy tốt G6 với ý đồ phi ăn kép tượng G7, kiểm soát đường chéo lớn A1H8. Với nước đi này thì đen để ngỏ khả năng sẽ sử dụng phòng thủ Ấn Độ cổ hoặc là run fen để chống lại cao thủ số 2 của Việt Nam. Trắng triển khai mã lên C3, tăng cường quân kiểm soát trung tâm. Quả nhiên đen lên tượng G7, sử dụng phòng thủ Ấn Độ cổ, một trong những trận pháp được coi là phản công quyết liệt nhất cho đen. Về phần trắng, thấy đen nhường trung tâm, trắng lập tức dâng tốt E4, tạo thành bộ ba tốt hùng mạnh C4, D4, E4, kiểm soát toàn bộ khu vực trung tâm. Đen đẩy tốt D6, thiết lập thế trận phòng thủ. Trắng nhảy mã F3. Trước thế trận tấn công mạnh mẽ của trắng, đen vội vã nhập thành, đưa vua vào khu vực an toàn, chuẩn bị cho các trận đánh lớn. Trắng lên tượng E2. Sau một thời gian để trắng làm mưa làm gió ở trung tâm, đen đẩy tốt E5, mở cuộc phản công giành lại quyền kiểm soát trung tâm. Ở đây trường hợp mà trắng tường bở ăn tốt sang E5 thì đen sẽ ăn tốt lên E5. Trắng ăn mã lên E5 thì đen sẽ ăn hậu vào D1. Trắng ăn tượng về D1 thì đen sẽ ăn mã vào E4. Trắng ăn mã lên E4 thì đen sẽ ăn tượng lên E5, cân bằng lực lượng và giành một chút ưu thế nhỏ khi mà vua trắng vẫn còn kẹt ở giữa bàn cờ, trong khi tượng đen khống chế đường chéo A1H8 khiến cánh hậu của trắng gần như là bị tê liệt. Do đó thì trắng không dám để vua lâu ở giữa bàn cờ, vội vàng nhập thành, an toàn cái đã, đánh đấm sau. Đen nhảy mã A6, định đổi tốt D4 rồi đưa mã lên C5, hợp sức tấn công tốt E4. Trắng lên tượng E3 củng cố trung tâm. Đen đẩy tốt C6. Sau khi đã đưa các quân nhẹ vào vị trí chiến đấu, trắng chủ động ăn tốt sang E5, chính thức tuyên chiến. Đen ăn tốt lên E5, trắng đẩy tốt C5, mở đường cho tượng, thủ tiêu quân mã A6, tạo ra cấu trúc tốt yếu bên cánh hậu của đen. Đen cũng không phải tay vừa, liền tung mã lên G4, phản công lại và cũng đe dọa đổi tượng, tạo ra tốt chồng trên cột E. Đời nào trắng để mất quân tượng chiến lược này. Trường Sơn nhanh chóng chạy tượng lên G5, vừa chạy vừa tấn công hậu. Đen đẩy tốt F6, nước đi có phần thiếu chính xác của đại kiện tướng Indonesia, khiến cho trắng kịp thực hiện ý đồ của mình. Không chậm trễ, trắng ăn tượng vào A6. Nếu mà ăn tốt lên G5 thì trắng sẽ chạy tượng về C4 chiếu, và cờ đen vẫn sẽ xuất hiện các tốt yếu ở E5 và G5. Đằng nào cũng vậy, đen bặm môi ăn tốt lên A6, trắng phi hậu lên B3 chiếu. Đen chạy vua vào H8, trắng qua xe D1 tấn công hậu. Đen chạy hậu lên E7, rình dập bắt tốt C5. Sau khi đã đưa được xe ra trận, trắng rút tượng chạy về C1, bỏ lại tốt C5. Tưởng ngon, đen ăn hậu lên C5, trắng đẩy tốt H3, đuổi mã đen chạy về H6. Trắng nhanh chóng lên tượng E3 tấn công hậu. Đen chạy hậu về E7. Trắng lên hậu C4, giả vờ bắt lại tốt C6, kỳ thực lại là rình lên tượng C5, tung đòn xiên để bắt xe. Đen cũng rất tỉnh táo nên chạy xe sang E8. Không chậm trễ, trắng ăn hậu vào C6, cân bằng lực lượng với đen. nên lên tượng B7 vừa phát triển quân vừa tranh thủ tấn công hậu. Trắng chạy hậu với A4 bảo vệ tốt. Lúc này thì trắng đang đe dọa đưa xe xâm nhập vào hàng ngang số 7, tấn công đôi hậu và tượng. Thấy vậy đen vội vã qua xe D8, trung hòa cột mở với trắng. Trắng ăn xe vào D8 nên ăn xe sang D8, quyết không để cho đen độc chiếm cột mở chiến lược này. Trắng qua xe D1 giành lại, biết không thể tránh khỏi cuộc giao tranh trên cột D, nếu không thì trắng sẽ thừa cơ chọc xe xuống chiếm lĩnh hàng ngang số 7. Đen chép miệng đuổi xe vào D1 chiếu. Trắng ăn hậu về D1. Sau một loạt nước đổi xe loạn xạ, Trường Sơn đã chiếm được ưu thế về thế trận. Cấu trúc tốt của đen khá yếu khi bị tốt chồng ở cột A. Tượng G7 thì bị hai quân tốt đứng ở phía trên kỳ đà cản mũi, chắn mất tầm hoạt động. Mã thì bị dạt ra vùng biên, trong khi các quân trắng đều phối hợp rất là hài hòa. Tượng E3 uy hiếp tốt A7, trong khi mã C3 thì nhăm nhe sẵn sàng tiến vào ô tiền đồn D5 bất cứ lúc nào. Bị mất thế, đen lùi mã với F7, cố gắng đưa quân vào trận tham chiến. Trắng ăn tượng và A7, đen cũng không vừa ăn tượng lên E4 đáp trả, hí hửng vì vừa giải thoát được quân tốt chồng. Trắng ăn mã lên E4, đen ăn hậu sang A7. Lúc này thì hàng ngang số 7 và hàng ngang số 8 của đen đã bị hở toang hoác, khiến cho vua gặp nguy hiểm. Trắng tiến hậu lên D5 rình rập. Đen đẩy tốt H6 mở cửa sổ đề phòng có biến. Trắng tiếp tục luồn hậu xuống E6, phối hợp cùng mã bắt tốt F6. Đen qua hậu C7 gián tiếp bảo vệ. Trường hợp mà trắng ham ăn tốt F6 thì đen sẽ xuống hậu C1 chiếu. Trắng chạy vua H2 thì đen sẽ lùi hậu với F4 chiếu, sau đó sẽ ăn với F6 và hơn hẳn trắng một quân. Do đó trắng vội vàng đẩy tốt G3, mở đường cho vua chạy lên. Nước đi đơn giản này nhưng lại khiến đen không thể bảo vệ tốt F6 và buộc lòng phải đẩy tốt F5. Bị đen tấn công, trắng nhảy mã vào F6, đe dọa xuống hậu E8 chiếu hết. Dù không muốn, song đen cũng đành phải ăn tượng vào F6. Trắng ăn hậu sang F6 chiếu, mất quân tượng phòng thủ. Đen chạy vua lên H7, trắng nhảy mã H5, đe dọa ăn hậu G6 chiếu. Bị tấn công liên tục, đen không còn đường nào khác là phải chạy mã về H8 để phòng thủ. Về phía trắng, sau khi đã lùa được mã đen chui vào góc bàn cờ, trắng mới ung dung ăn hậu sang A6, tạo thành cặp tốt thông liên kết vô cùng đáng sợ ở bên cánh hậu. Bị mất thế, đen điều lĩnh đẩy tốt F4, cố gắng chọc ngoáy hòng tìm kiếm sơ hở của trắng bên cánh vua để đưa hậu vào tham chiến. Trắng ăn tốt lên F4, đen lao hậu xuống C1 chiếu. Trắng chạy vua lên G2, đen ăn hậu với F4 tấn công mã. Tuy nhiên thì hậu đen đã rời đi, làm hàng ngang số 7 bị suy yếu, và trắng lập tức xuống hậu B7, vừa chiếu vừa giữ đường chéo A8H1, không cho hậu đen chiếu lung tung. Đen nhảy mã lên F7 che, trắng lùi hậu về F3, gạ đen đổi hậu, hòng phát huy sức mạnh của cặp tốt thông bên cánh hậu. Nếu đổi hậu thì đen sẽ khó lòng ngăn cản tốt trắng phong cấp, trong khi chạy hậu thì sẽ bị mất mã. Nghĩ mãi thì đen cũng đành lùi hậu về G5 chiếu. Trắng lên hậu G4 che, đen lùi hậu về F6 tránh giao chiến. Thế đen co cụm quân phòng thủ cánh vua, cánh hậu tất nhiên là bỏ trống. Trắng bèn đẩy tốt A4, mở mặt trận phong cấp bên cánh hậu. Bí nước, đen đẩy tốt H5 bắt hậu xem sao. Một lần nữa thì trắng lại lùi hậu với F3, gạ đen đuổi hậu. Tất nhiên là không rồi, đen nhanh chóng chạy hậu sang E6. Trắng tiếp tục thúc tốt tràn sang A5. Tình thế của đen giờ đây như ngàn cân treo sợi tóc, không còn gì để mất. Đen liều mạng tung mã lên G5 tấn công hậu. Trắng chạy hậu sang G3 rình rập. Nếu mà đen chạy mã thì trắng sẽ sẵn sàng ăn hậu vào G6, hy sinh mã để đổi hậu. Đen ăn hậu G6 thì trắng sẽ ăn mã G6. Đen ăn vua G6 thì trắng sẽ đẩy tốt A6, và đen sẽ không kể ngăn cản tốt trắng xuống phong hậu. Do đó đen đành lên vua H6 để bảo vệ mã. không còn quân hậu che chắn ở đường chéo U trắng. Trắng chủ động né vua vào H2, tránh khỏi đường chéo H1 A8 để phòng đen chiếu trác lung tung. Không sơ múi được gì trên đường chéo lớn, nên liều mạng thúc tốt tiến sang E4 quyết một trận sinh tử. Trắng theo kế hoạch đẩy tốt B4, sẵn sàng tiến sang B5 hỗ trợ tốt A. Thấy vậy, đen qua hậu C6 ngăn chặn tốt trắng tiến xuống. Chưa thể xông lên, trắng điều động hậu sang E3 giằng mã và chuyển hướng sang cánh hậu. Đen lùi hậu về C8 rình rập. Lúc này thì đường chéo ô đen lại bị hở và trắng lại qua vua G2, tránh khỏi đường chéo H2 B8. Thấy trắng đánh cờ quá chắc, đen liền lao hậu xuống C4, tiếp tục chặn đường xuống của cặp tốt và tìm kiếm cơ hội phản công. Mặc kệ, trắng cứ lừ lừ tiến tốt sang B5. Trước sức mạnh của cặp tốt thông của trắng, đen không thể làm ngơ, đành ăn hậu về B5, tiêu diệt bớt một con tốt, xong lại rơi vào cái bẫy mà trắng đã mất công chuẩn bị. Không chậm trễ, trắng lao hậu xuống B6, gạ đổi hậu và đe dọa chiếu hết ở G6. Đen buộc phải chạy hậu với E8 phòng thủ. Chỉ cho có thế, kỳ thủ số 2 Việt Nam lạnh lùng phi mã lên F5 chiếu, tung đòn sát. Đen luống cuống chạy vua về H7. Trắng tiếp tục tiến hậu xuống C7, bồi thêm một đòn chiếu thứ hai. Đến đây thì biết không còn cơ hội chống đỡ, đại kiện tướng người Indonesia đành phải dừng đồng hồ chịu thua để tránh khỏi bị ăn hành. Trường hợp mà đen chạy vua về G8 thì sẽ bị hậu G7 chiếu hết. Còn nếu mà đen lên hậu F7 che thì trắng sẽ ăn hậu và F7. Đen ăn mã về F7 thì trắng sẽ đẩy tốt A6 và đen sẽ không thể ngăn cản tốt trắng xuống phong hậu. Còn nếu mà về mã F7 để che thì trắng sẽ tận dụng đòn giằng để nhảy mã D6, tấn công hậu và bắt chết mã. Các bạn đừng quên để lại một like để cổ vũ cho đội tuyển cờ vua Việt Nam thi đấu thành công tại SEA Games, mang lại nhiều huy chương vàng cho nước nhà. Xin chào, hẹn gặp lại.